chào, hôm nay mình sẽ làm món cá bạc má chay chiên với sả. Đây là cá bạc má nè, và đây là nghệ nè, đây là tiêu. Mình sẽ cho những nguyên liệu này vào mỗi thứ một ít, nghệ và tiêu, hành lá, đây là hành lá mình cũng sắp sẵn, đây là sả với nghệ mình trộn chung với tiêu. Cá bạc má mình sẽ cắt xé xéo miếng vậy nè, mình cho sả nó vô trong. Đến khi mình chiên cái miếng cá nó lên, nó có mùi hương vị sả với lại hành, tiêu, rồi hạt nêm. Đây là cá bạc má mình đã ướp với sả. Mình để cho nó thấm gia vị, rồi một lát sau mình sẽ chiên lên. Ở trong cái món cá bạc má chay này thì nó có nhiều cách chế biến lắm. Mình cũng có thể chiên rồi mình kho lại với nghệ cũng ngon. Nhưng mà bữa nay mình sẽ chiên với nghệ với sả rồi mình không có kho lại. Sả này với hành này thì một lát nữa mình chiên xong thì mình sẽ cho nó vào thêm cho nó ngon. Đây là khâu để mình chuẩn bị để mình chiên. Ở đây bữa nay hôm nay mình chiên một món đậu hũ muối sả, tiêu và một món cá bạc má cũng ướp với sả và nghệ với tiêu. Trong tất cả những món đồ chay của Kiều Duyên làm của mình hàng ngày hôm nay á, thì đều là những cái món ăn hàng ngày của gia đình của chúng ta, cho nên mình không có làm cầu kỳ, mình làm rất là đơn giản. Nhưng mà bởi vì mình ăn chay quanh năm suốt tháng cho nên cách chế biến này là cách chế biến của gia đình của mình, không có giống nhà hàng hay khách sạn. Những cái món ăn đơn thuần của người ăn chay. Đây là cá muối chiên, cũng là một món cá chay, cũng chỉ là đặt tên thôi, nhưng mà tất cả đều là đậu hũ, rau củ quả. Món đậu hũ này hôm nay mình chuẩn bị, mình chiên đậu hũ cho giòn, đậu hũ tươi mình chiên cho giòn lên. Mình sẽ xào đậu rồng với đậu hũ chiên. Là một món cơm chay, một mâm cơm chay của gia đình mình ngày hôm nay là cá bạc má, muối chiên với lại sả, nghệ, tiêu. Và một dĩa đồ xào là đậu rồng. Sẽ sơ chế đậu rồng. Đậu rồng mình mới mua rất là tươi ngon, rất là hấp dẫn. Đậu rồng mình sẽ xào với đậu hũ chiên. Giờ mình còn một ít giá mà mình đã gói mình hôm trước đó, mình làm nhà, mình sẽ xào chung với giá với đậu rồng. Sẽ là một món ăn chay bổ dưỡng, cũng rất là dễ làm, đơn giản cho bữa cơm chay gia đình của chúng ta. Bởi vì tất cả những cái rau củ quả ở trong món đồ của ăn chay của mình thì nó sẽ tăng thêm cái dinh dưỡng cho người ăn chay mình. Cho nên chúng ta cần nên ăn rau củ quả cho nhiều, càng nhiều càng tốt nha các bạn. Bất cứ mồng tơi, đậu rồng hay là cà chua, củ đỏ, củ dền, khoai tây, xà lách, cải ngọt hay là mồng tơi gì đó, thì mỗi món mình đều chế biến theo cái loại rau củ đó. Mùng tơi thì mình thích nấu với canh bắp với bùa ngót, cũng là một món ăn chay bổ dưỡng bởi vì bắp rất là ngọt. Hôm nay mình chế biến một món xào đậu rồng với đậu hũ. Khi mình muốn xào đậu rồng với đậu hũ thì mình sẽ chiên cho đậu hũ tươi này nó thật là giòn lên, để
bởi vì nó giòn lên thì mình xào nó rất là ngon, không có làm cho đậu rồng của mình nó bị ngán, và đậu hũ của mình nó giòn, nó thơm béo, nó cũng rất là ngon. Nó càng vàng nó càng tốt nha các bạn. Này là khâu rằng mình chuẩn bị để mình chiên đậu rồng. Và kế tiếp là mình sẽ để cá bạc má vô, mình đã chuẩn bị sẵn rồi từ trước nãy giờ đó. Rồi mình sẽ chiên cá bạc má, mình đã cắt xéo ra sẵn rồi, mình sẽ chiên. Nó có thể chia ra làm nhiều khúc cũng được, mình sẽ dễ ăn hơn. Ăn chay cũng rất là tốn tiền nha các bạn, bởi vì cá bạc má chay này cũng mắc tiền chứ không có rẻ. Mình không có ăn thường xuyên đâu, thỉnh thoảng gia đình mình mới mua ăn thôi. Nó đắt tiền lắm, hoặc là có khách hay có bạn bè hay hoặc là có đám tiệc gì mình mới xài, mình mới mua, còn ngày thường thì thỉnh thoảng mới ăn. Còn đậu hũ thì rẻ nhất, nó là một thực phẩm vừa rẻ vừa bổ cho người ăn chay toàn diện. Cho nên mình nên ăn hàng ngày, mỗi ngày mình đều ăn đậu hũ. Gia đình mình ăn chay, ăn đậu hũ suốt quanh năm suốt tháng. Một loại thay thế cho chất đạm của thịt cá, nhưng mà nó là thực vật vô cùng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vừa rẻ vừa bổ. Rồi và tiếp tục, đây giờ là đậu hũ mình muối chiên với sả, cũng làm cho cái mâm cơm chay của mình nó sẽ hấp dẫn lên thêm. Đậu hũ rẻ lắm, mình chỉ cần mua 10.000 đậu hũ rồi mình ăn thoải mái cả gia đình. Mình chế biến nhiều món, mình muối chiên hay mà là mình luộc, mình nấu canh gì, mình xào rau răm, xào sả gì, mọi thứ làm chế biến được từ đậu hũ. Đậu hũ muối chiên cũng là một món chay bổ dưỡng cho gia đình mình, cho nên gia đình mình quanh năm suốt tháng là món đậu hũ là một món vô cùng chính ở trong bữa cơm của mình, không bao giờ thiếu đậu hũ. Mình sẽ trở về cá bạc má. Hôm nay vì cá bạc má chiên với sả cho nên nó có cái màu vàng rộm rất là ngon. Rất là hấp dẫn đây các bạn. Đây là món ăn sang trọng của người ăn chay nữa. Đắt tiền lắm. Mình sẽ chở bề cá một lần nữa. Và tiếp theo thì mình sẽ cho hành. Hành và sả hồi nãy mình đã trộn lẫn với nhau với nghệ đó, mình sẽ cho nó vào thêm. Mình chiên cho nó vàng lên, nó tăng hương vị của cá bạc má chiên sả của mình. Rất là hấp dẫn luôn các bạn. Vừa ngon vừa bổ dưỡng, sả cũng tốt cho sức khỏe của mình lắm. Chị cảm cúm cho mùa đông này cũng tốt lắm, nên ăn sả gì nhiều vô. Nên ăn sả gì nhiều vô. Nên ăn sả. Đây là củ đỏ mình chuẩn bị để mình xào chung với đậu rồng, cũng bổ dưỡng mà tăng thêm hương sắc của món xào của mình, đẹp thêm, đúng không? Rất là hấp dẫn, rất là tuyệt vời. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị xào đậu rồng nha các bạn. Rồi như vậy là cái món cá bạc má chiên của mình, chiên giòn của mình nó đã giòn tới. Nó rất là ngon, nó giòn rộm, ngon tuyệt vời. Mình chuẩn bị lấy ra dĩa nha. Rất là ngon. Đây là một loại cá muối chiên mình mới mua về, mình ăn thử. Thật ra thì
không có quá ngon đặc biệt đâu. Mình ăn thử để mình tìm cảm giác như thế nào và mình sẽ chế biến tại nhà chứ mình không mua nữa. Thì ở đây mình ăn mình cảm nhận nó là đậu hũ trứng như một miếng rong biển, rất là đơn giản. Nhưng mà họ nêm nếm không có vừa khẩu vị của mình. Và mình sẽ mua về để mình tự chế, mình nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình. Cái bạch má chiên xả với nghệ của mình nó đã vàng tới. Mình sẽ lấy ra. Nó rất là vàng rợm ngon đúng không các bạn? Rất là hấp dẫn. Rất là tuyệt vời. Và ở trong đây là xả với hành. Thì chúng ta sẽ lấy một cái giá có lỗ mình vớt ra. Vớt để mình lấy xả với hành ra. Rất là ngon. Vừa vàng tới. Để cho nó ráo dầu nha các bạn. Rồi mình sẽ cho nó lên trên cá của mình. Rồi như vậy cái món cá chiên bạc má chiên xả với lại nghệ của mình nó đã hoàn tất. Rồi mình chuẩn bị cho một bữa cơm của gia đình. Nhìn rất là ngon phải không các bạn? Và đây là cái chảo mình chuẩn bị để mình xào đậu rồng nha các bạn. Mình sẽ lấy một ít dầu ở trong cái chảo mình chiên đậu hũ. Mình sẽ cho hai cái tỏi. Vậy tỏi này mình thử cho nó thơm dầu. Mình sẽ lấy vỏ ra. Rồi tỏi thơm lên. Mình sẽ cho nấm vào. Trong những món đồ chay của gia đình của chúng ta thì nấm rơm, đậu hũ, rau củ, tất cả đều là chay. Nhưng mà tất cả đều là bổ dưỡng. Rồi tiếp tục mình sẽ cho hạt nêm. Mình sẽ cho một muỗng hạt nêm. Và một muỗng bột ngọt. Tiếp đến là một ít xíu đường. Đồ ăn có thức ăn nhà mình nêm rất là ít đường. Mình chỉ để một ít thôi. Rất là ít. Lượng nhỏ, đường rất là nhỏ. Rồi tiếp tục mình sẽ cho đậu rồng vào. Đậu rồng cũng rất là nhanh chín nha các bạn. Mình sẽ đảo đều cho gia vị nó ngấm. Mình sẽ cho một chút xíu nước lạnh vào để cho đậu rồng nó chín đều. Rồi đây là nước lọc, mình sẽ cho một miếng nước vào và đậy nắp lại. Đợi khoảng 5 phút, hơn 5 phút nha. Rồi, giờ đây là hành lá. Mình chuẩn bị hành lá để đậu rồng nó chín, mình sẽ để vô. Mình sắp lấy đậu rồng xuống, mình phải để hành lá vào.
hành lá cũng tăng hương vị ngon đặc biệt cho đậu rồng của mình. Cho nên ăn chay thì tất cả những cái hương vị mà mình nêm nếm hoặc là mình thêm vô là đều tăng cái hương vị ngon, là tăng cái hương vị đậm đà cho món chay của chúng ta. Rồi, đậu rồng chúng ta rất là ngon. Mình sẽ cho hành và với giá. Là khâu cuối cùng. Đây là hành lá. Mình cho hành lá và xào lên cho đều cho hành lá nó dễ chín nha. Bởi vì chín hành lá thì ăn nó không có cái mùi nồng. Rồi, khâu cuối cùng mình sẽ bỏ giá vào nha các bạn. Đây là giá mà mình đã gói nhà. Mình để trong tủ lạnh 2-3 ngày vẫn còn ngon. Hôm nay món xào này mình sẽ để thêm giá vô. Thật ra thì mình chỉ xào đậu rồng không cũng được. Nhưng mà mình còn giá lại một ít thì mình sẽ để vô luôn. Cho nên cái món xào của mình cũng phong phú, cũng ngon mà. Có nhiều dinh dưỡng lắm. Rồi, trộn đều lên. Và bắt đầu tắt bếp. Mình cho ra đĩa nha các bạn. Rồi, như vậy là cái món đậu rồng xào đậu hũ và nấm rơm của mình ngày hôm nay đã xong, hoàn tất. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Rất là ngon. Một món chay rất là thuần khiết và bổ dưỡng cho gia đình. Cũng chế biến đơn giản, dễ làm. Trong đây có đậu rồng, một ít củ đỏ, cà rốt, nấm rơm. Và đậu hũ chiên giòn của mình thì hồi nãy mình đã giới thiệu là cái món đậu hũ chiên với đậu rồng xào. Thì có người họ sẽ thích để chung vô với đậu rồng cùng xào. Nhưng mà ở đây gia đình mình thích để đậu hũ chiên giòn như thế này. Thì ăn nó rất là ngon. Nó béo miếng đậu hũ và nó giòn. Phối hợp với đậu rồng xào thì rất là ngon. Mình không cần phải để vô một lượt. Mình để vô sau cùng. Thì cái dĩa đậu rồng xào đậu hũ của mình nó cũng rất là hấp dẫn và ngon đặc biệt. Ông xã mình thích ăn đậu hũ chiên giòn, cho nên cách chế biến này là mình làm cho ông xã mình ăn rất là thích. Còn người khác đó thì có khi họ thích để xào chung vô cho nó thấm gia vị. Nhưng ngày hôm nay cái món này mình hướng dẫn là các bạn chỉ chiên đậu hũ cho nó vàng lên rồi mình sắp ra dĩa khi mình lấy đậu rồng ra khỏi chảo. Rồi, như vậy là cái món đậu rồng xào của ngày mà hôm nay của gia đình mâm cơm kỳ duyên của mình gồm có đậu hũ chiên muối xả, cá bạc má, muối chiên cùng với xả với lại nghệ. Và một dĩa đậu rồng xào đậu hũ với nấm rơm. Tất cả đều là dinh dưỡng của một bữa cơm chay. Rất là đơn giản, thuần khiết. Và đây là gỏi, gỏi bắp chuối mình làm. Thật ra thì nó đã cũ ngày hôm qua rồi nhưng mà còn rất là ngon. Mình cũng sẽ tận dụng để ăn cho hết. Không bỏ thứ gì hết. Đồ chay của chúng ta tất cả đều là món ngon. Ăn ngày hôm nay không hết, mình để tủ lạnh, ngày mai mình ăn tiếp tục. Vẫn ngon như thường. Đó là cách mà đồ chay của mình tiết kiệm, ngon, không có sợ bị hỏng, bị hư khi mình để tủ lạnh qua đêm. Mời mọi người cùng thưởng thức. Chúc tất cả mọi người hãy phát tâm bồ đề, cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Ăn chay để tránh đi những cái bệnh tật thông thường của ngày buổi ngày hôm nay của thời đại này. Thì đồ ăn nó dễ rất là nhiễm bệnh, dịch bệnh bùng phát, tất cả các thứ đều là bệnh tật. Cho nên mình có một lời khuyên mọi người là nên ăn chay để thân tâm mình được an lạc, trí tuệ sáng suốt, thể hiện lòng nhân ái của mình.
Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh thoát nghiệp. A Di Đà Phật.